Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em là Nguyễn Phan Quỳnh Lâm sẽ đại diện cho nhóm có bạn Đỗ Huỳnh Phương Thảo và Nhâm Khắc Minh Thi là nhóm đi bệnh viện Chợ Rẫy năm 2019 hè vừa rồi sẽ trình bày về ứng dụng ADA 2019 trên một số ca lâm sàng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ là bác sĩ Phan Hữu Hên. Thì em sẽ trình bày ngắn gọn về các ca lâm sàng như sau. Đầu tiên là ca số 1 là bệnh nhân nữ 91 tuổi vào viện vì chóng mặt mệt mỏi. Cùng ngày nhập viện, bệnh nhân bắt đầu có những biểu hiện chóng mặt, tiêu lỏng sệt 4 đến 5 lần, nôn mói một lần, ra đồ ăn và nước và không ăn uống được. Ngày giờ vào viện của bệnh nhân là 14 giờ ngày 2 tháng 8 2019. Tiền sử là có tăng huyết áp, đáy đường trên 10 năm, bệnh tim tuyến vô cùng mạn tính 1 năm và điều trị liên tục theo toa như sau. Thì cái toa này là từ ngày 1 tháng 7 2019, là bệnh nhân đã uống được 1 tháng rồi. Thì trong cái toa này mình sẽ thấy là có berinogril, amlodipine, metformin, bisoprolol, furosemide và sorbitol. Thì bệnh nhân này á, cách nhập viện 1 tháng là đã có nhập viện một lần với cái lý do là nguyên nhân là hạ natri máu nhưng mà không rõ nguyên nhân. Bệnh nhân không có đi chích thuốc khớp, không có tiền sử sử dụng corticoid, trên lâm sàng em khám cũng không ghi nhận về hội chứng Cushing. Ta thuốc cách đây lạnh mất cách đây 3 ngày. Thì bệnh nhân có là đổi cái furosemide đi mà thay bằng indapamide kết hợp với amlodipine, metformin, bisoprolol, sorbitol thì giữ nguyên và thêm cái betahistine và vitamin B6 magie. Thì khi mà bệnh nhân này vào viện thì là bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được. Da niêm hồng, huyết áp 100 trên 60 mm thủy ngân, hiện tại đã ngừng nôn ói và tiêu lỏng. Bệnh nhân bắt đầu than đói và xét nghiệm ra natri máu là 109 mmol trên lít và đường huyết bao mạch là 206 mg/g. Thì đối với những cái dữ kiện lâm sàng này thì mình sẽ chẩn đoán bệnh nhân đó là hạ natri máu. Nhưng mà cái đợt trước thì chưa rõ nguyên nhân, nhưng mà đợt này á, thì mình khi mà mình nhìn được cái toa thuốc á, thì mình sẽ nghĩ nhiều đến thuốc là do furosemide bị indapamide. Thì hai thuốc này nó có một cái tác dụng phụ đó là hạ natri máu kết hợp với cái đợt này của bệnh nhân, đó là bệnh nhân có nôn ói, tiêu lỏng và hiện tại là bệnh nhân không có ăn uống được, thì làm cho cái natri máu của bệnh nhân nó đã hạ mãn tính rồi, bây giờ thì có yếu tố thúc đẩy làm cho nó hạ nặng thêm. Cho nên là mình xử trí cấp cứu cho bệnh nhân là natri clo 3% mình truyền 20 giọt trên phút, tức là mình truyền chậm thôi. Thì qua cái ca lâm sàng này thì cái vấn đề đầu tiên mình mới rút được kinh nghiệm đó là đối với những bệnh nhân mà hạ natri máu mà người già nhưng trên Cushing không có ghi nhận Cushing, thì tức là trong Cushing á, nó có một cái hiện tượng là hiện tượng pha loãng làm cho hạ natri máu giả. Tuy nhiên là nếu như mình loại trừ được Cushing bệnh nhân già thì thường cái nguyên nhân gặp nhất đó là thuốc, do thuốc, và mình phải bù cho natri cho bệnh nhân là một cách chậm rãi thôi. Mặc dù có thể là nó hạ rất là thấp, như là 109 so với 135, 145 thì nó rất là thấp, nhưng nếu mà bù quá nhanh nó sẽ gây ra một cái biến chứng là đi giải tiêu cầu não. Cho nên là cái tâm thế của mình là muốn bù nhanh nhưng thực tế là không cần thiết gì, phải bù thật là chậm thôi. Cái tiếp theo là đối với những bệnh nhân như bệnh nhân này có tăng huyết áp, đáy đường trên 10 năm và đang kiểm soát ở cái toa đầu tiên, họ sử dụng đến 4 thuốc là ức chế mang chuyển, ức chế canxi, rồi ức chế beta và lợi tiểu. Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà sang cái toa tiếp theo là họ đã bỏ mất cái ức chế mang chuyển đi. Thì cái ức chế mang chuyển trong ADA 2019 thì đó là một cái khuyến cáo dành cho những bệnh nhân điều trị tăng huyết áp mà những bệnh nhân trên nền đái tháo đường. Thì lý do tại sao họ lại khuyến cáo như vậy thì cái ở trên vận chuyển họ đánh theo đúng cái cơ chế của bệnh lý, có nghĩa là insulin bình thường á nó mang gluco vào trong tế bào và nó mang đồng thời nó mang cả kali vào bên trong luôn. Cho nên là đối với những bệnh nhân đái tháo đường thì insulin không có đem gluco cũng như kali vào trong tế bào được, làm cho kali máu tăng, nó sẽ kích hoạt cái hệ thống RAL hoạt động, thải kali ra ngoài. Thì khi mà cái hệ thống RAL hoạt động thì tức là kích hoạt hệ thống cái angiotensin 2, thì nó đồng thời nó cũng sẽ khiến cho huyết áp tăng lên theo. Và nếu mà đánh đúng cho cái cơ chế là ức chế mang chuyển là hạn chế cái sự hoạt động của hệ thống RAL sẽ làm cho cái huyết áp của bệnh nhân bình ổn lại, thì là gọi là đánh đúng cơ chế và được ADA 2019 khuyến cáo. Thì trong ADA 2019 á, thì cái mục tiêu họ họ đưa ra có 4 cái ý cơ bản như sau mà em sẽ trình bày ngày hôm nay. Đó là có thể là mục tiêu hóa là HbA1c khoảng 7%. Thứ hai là mục tiêu là 140 trên 90 mmHg thủy ngân, huyết áp dùng ức chế mang chuyển hay ức chế thụ thể như em nãy đã trình bày, và kiểm soát lipid máu. Thì đối với cái ca này của mình á, là huyết áp vô viện của bệnh nhân là 100 trên 60 mmHg thủy ngân thì tính ra là nó cũng tính là hơi thấp, cho nên là phải cẩn thận nha, cẩn thận cứ là sử dụng thuốc huyết áp quá tay. Cái tiếp theo á, là vấn đề về HbA1c và cái kiểm soát lipid máu, thì em sẽ trình bày ca lâm sàng thứ hai. Ca lâm sàng này là được thầy hơn trình bày trên hội nghị, em sẽ xin tóm tắt lại và trình bày lại như sau. Thì bệnh nhân nữ 56 tuổi, đái tháo đường tiếp 2 10 năm, đặt stent mạch vành là 2 năm nay, bệnh nhân béo phì
và có điều trị ba tháng nay: Nulazid MA 60 mg 1:2, Metformin Cinarizine 50 mg 1:2. Thì nhìn về cái thuốc đái tháo đường thôi là bệnh nhân gần như là bệnh nhân phối hợp ba nhóm thuốc và gần như là liều gần như là tối đa rồi ha. Tiếp theo là rosuvastatin là 20 mg 1 viên. Thì bệnh nhân này được xét nghiệm ra thì thấy đường huyết là 210 mg phần trăm và HbA1c 9.6%, thì mình thấy là cái việc kiểm soát đường huyết của bệnh nhân này là chưa tốt, coi như là mình phải xem lại. Mặc dù là đã sử dụng ba nhóm thuốc và tối đa liều rồi nhưng mà kiểm soát đường huyết vẫn chưa tốt. Thứ hai là mình coi về chức năng thận và protein niệu thì thấy là bệnh nhân đã có tiểu đạm, và cái vấn đề tiểu đạm này nó gây ra bởi cái bệnh lý thận đái tháo đường, là bệnh nhân đã có biến chứng thận đái tháo đường, đồng thời là soi đáy mắt của bệnh nhân là có bệnh lý định lý mắt của đái tháo đường luôn, bệnh lý võng mạc đái tháo đường. Cái bilirubin máu thì mình lưu ý cái LDL của nó là 185 mg phần trăm, thì cái LDL này nó là tương đối là cao, tại vì mục tiêu của ADA 2019 bình thường khi mà sử dụng cái nhóm statin thì nó phải kéo dưới 70 mg phần trăm nha. Thì mình sẽ coi ADA 2019 cũng như là các thầy nói gì về cái ca lâm sàng này. Thì đầu tiên là cái câu hỏi thứ nhất là HbA1c và thuốc điều trị cho bệnh nhân như thế nào, và thứ hai là LDL-C là như thế nào. Thì cái mình xin nhắc lại các bạn là cái mẹo lâm sàng thôi, thầy dặn thầy chỉ cho mình đó, các bạn đừng có nhớ nhiều quá, nhớ đơn giản thôi. Chia đái tháo đường biến chứng hai nhóm chính: một, cái nhóm nhất là biến chứng mạch máu lớn. Biến chứng mạch máu lớn mấy bạn nhớ đó là tử vong cho bệnh nhân, tức là những cái nguyên nhân nào mà gây cho tử vong cho bệnh nhân. Cái thứ hai là biến chứng mạch máu nhỏ là những nguyên nhân gây ra cho bệnh nhân bị cái sự tàn phế. Thì nó là gì? Nó là bệnh võng mạc đái tháo đường, nó là bệnh nhân bị nhìn mờ, bệnh tiểu đạm, di thể, đại thể, thậm chí là bắt đầu suy thận, đó là bệnh thận đái tháo đường, và hệ thống thần kinh ngoại biên, đó là bệnh nhân tê tay chân, và cuối cùng là bệnh bàn chân đái tháo đường rất là nổi tiếng. Thì trong cái bệnh mạch máu lớn á, biến chứng lớn á, thì biến chứng mạch máu lớn á, thì bệnh nhân có cái tử vong về tim mạch là người ta xếp là cao nhất, nên như là VNH A216 cũng như là ADA 2019, người ta cũng có thống kê lại, mình có để trong cái bài tổng hợp đầy đủ của mình á. Thì họ thấy được là ví dụ như đây đây mình sẽ là bệnh tim thiếu hụt cục bộ, đột quỵ, những nguyên nhân về tim mạch tác cộng là gần như là nó lớn nhất. Cho nên là nếu như mình khống chế được cái việc mà biến cố tử vong tim mạch cho bệnh nhân tốt thì bệnh nhân sẽ hạn chế được cái tử vong nhất. Tuy nhiên á, cái những cái nghiên cứu nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cái việc mà mình kiểm soát cái HbA1c như cái câu hỏi thứ nhất mình đặt ra chặt chẽ, thật chặt chẽ luôn, là coi như là nó xuống tới nhất là dưới 7%, thậm chí là 6 phút mấy phần trăm luôn, 5 phút mấy, 6 phút mấy phần trăm luôn, thì nó giảm được yếu tố nguy cơ những cái biến cố do bệnh lý mạch máu nhỏ, chứ còn những biến cố về tim mạch thì nó không giảm được. Mặc dù vậy nó còn gánh thêm một cái nguy hiểm nữa, đó là nếu như mà mình sử dụng thuốc đái tháo đường nhiều quá thì bệnh nhân sẽ đối diện với một nguy cơ, đó là hạ đường huyết. Cho nên là khống chế HbA1c là người ta đề ra ADA 2017 á, là 7%, 7%. Đối với cái ca này của mình á, thì mình sẽ chuyển về khoảng 7 tới 8% là hợp lý nhất. Thì cái việc kiểm soát HbA1c quá chặt chẽ như vậy á, nó sẽ không giúp cho bệnh nhân giảm yếu tố nguy cơ tim mạch. Tuy nhiên á, trong ADA 2019 người ta có khuyến cáo ở mức 2B như vậy, thì cái nhóm ức chế cái kênh SGLT2 thì cái kênh này nó, cái thuốc này nó sẽ làm giảm yếu tố nguy cơ tim mạch, thì đây là một nhóm thuốc nên sử dụng. Cái vấn đề thứ hai á, mình muốn nói về cái câu hỏi số 2 mình đặt ra là cái LDL-C của bệnh nhân là bao nhiêu là phù hợp. Thì ADA 2019 thì nói là dưới 70 mg phần trăm là hợp lý. Thì ở trong cái hội nghị đó thì các thầy cũng như là các chuyên gia về tim mạch ở các bệnh viện đó, họ họp lại, họ đều thống nhất cái một vấn mình nghe là mình thấy là họ đều thống nhất là một vấn đề, đó là LDL-C là giảm dưới 70 là đúng, nhưng mà càng giảm thấp thì càng thấp càng tốt, và thậm chí là có người cho rằng là dưới 55 mg phần trăm luôn thì là tốt nhất. Thì đối với những bệnh nhân mà đái tháo đường, họ đái tháo đường họ trên 40 tuổi thì chắc ăn là phải sử dụng statin, chỉ là liều cao hoặc trung bình hoặc cao thôi nha. Còn đối dưới 40 tuổi á, thì khi nào có yếu tố nguy cơ tim mạch thì mình bắt đầu sử dụng. Thì cái statin liều cao liều thấp là như thế nào? Thì statin liều cao là atorvastatin và rosuvastatin ha, đây là hai cái thường dùng nhất. Thì đối với trên cái ca lâm sàng này của mình thì sao, bệnh nhân đang xài rosuvastatin là 20 mg, tuy nhiên LDL-C của bệnh nhân hoàn toàn không có đạt được mục tiêu
là tới 185 lần, cho nên là mình sẽ tăng liều rosuvastatin lên. Còn đối với cái nhóm đái tháo đường thì sao? Bệnh nhân đã mình sẽ chiếu lại cái cho các bạn coi cái thuốc của bệnh nhân, là bệnh nhân đã sử dụng 3 nhóm thuốc rồi, gần như là tối đa rồi, thì như thế nào? ADA 219 họ khuyến cáo là có thể cho sử dụng phối hợp 4 nhóm luôn, kết hợp cả 4 nhóm luôn. Nếu như bệnh nhân ngoại viện mình có thể kết hợp cả 4 nhóm. Còn đối với những bệnh nhân nhập viện thì đương nhiên là mình sẽ sử dụng insulin để giúp kiểm soát đường huyết nhanh chóng và hiệu quả để mà mình điều trị những cái lý do vào viện của bệnh nhân. Thì trên đây là tất cả những gì mà mình muốn trình bày cho thầy và các bạn nghe về cái ứng dụng của ADA 219 về một số ca lâm sàng. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể để dưới phần comment, hoặc là các bạn inbox cho mình sẽ trả lời, và đồng thời là cái bài đăng đầy đủ hơn về cái tất cả những cái liên quan về chợ rẫy tụi mình đi, tụi mình có ghi lại và học được, thì mình sẽ ghi ở trong đó, bao gồm bệnh án, ca lâm sàng, nhiều ca lâm sàng khác nữa. Thì có vấn đề gì thì các bạn có thể inbox hỏi mình. Em xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Em xin hết ạ.